Xin chào cả nhà, một ngày mới thân yêu. Chào mừng cả nhà đã đến với căn bếp của Siêng Hiền Vlog cuộc sống tại Campuchia nha cả nhà. Thì mình cũng xin nhờ cả nhà, nếu mà như ai nhìn thấy cái lá này quen mà biết được cái tên nó gọi là gì á cả nhà, thì xin cả nhà cho mình biết với mình cũng cảm ơn cả nhà nha. Tại vì mình cũng không có gành lắm cả nhà. Nè, còn như chồng mình kêu thì nó không phải nha, kêu là lá bộ ngót thì nó không phải, cho nên mình không có giới thiệu với cả nhà đây là lá bộ ngót được nha cả nhà. Rồi xin nhờ cả nhà cùng biết, ai biết thì cho mình biết với mình rất là cảm ơn ạ. Bây giờ thì mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm món ăn của người Campuchia nha cả nhà. Thì đầu tiên thì mình ở đây có chuẩn bị, đây là 1 kg sườn bò cả nhà. Thì cái lá này mình chế biến thì mình sẽ nướng nó lên cả nhà. Mình nướng nó lên rồi mình mới để vô nồi canh. Còn đây là một mớ rau muống để khi mình nấu canh chua khượng đó cả nhà. Thì người ta sẽ lật khúc ra xong rồi người ta đập cho nó dập ra nha cả nhà. Rồi còn mình thì mình sẽ làm, mình không có đập. Mình ngắt, mình làm giống như Việt Nam mình là chỉ lật ngắn ngắn nó vừa miếng ăn thôi, là mình không có đập nó ra. Còn ở đây là kêu làm chua khượng, là làm canh chua khượng đó. Thì cái này là khượng của nó, là trong này người ta có đâm như là xả nè, nghệ nè, củ ghiền nè, người ta đâm sẵn chung vậy đó cả nhà. Thì mình mua cái này mình mua sẵn nha cả nhà. Còn ở đây là một con mắm bò hốc, con cá lóc, còn cũng giống như canh chua Việt Nam mình thôi, thì cũng có me. Nhưng mà ở đây thì thường sẽ có lá chanh thêm nha cả nhà, lá chanh, ớt, xả. Thì chút mình sẽ đập dập ra rồi mình sẽ xào nó lên. Xả, tỏi, ớt thì mình cũng xào bình thường vậy thôi. Còn con mắm bò hốc này thì mình sẽ xào chung với cái này thì nó sẽ đỡ tanh nha cả nhà, nó không có, nó bán với mùi tanh. Thì bây giờ đồ mình cũng chuẩn bị xong rồi cả nhà ơi, mình xin bắt tay vào bếp thôi nha cả nhà. Cả nhà ơi, đồ mình thì cũng làm xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị xào nó lên nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ớt với tỏi vô mình xào nó lên. Ok, xong thì mình sẽ xào luôn cái lá chanh. Lá chanh với xả này nè. Xong thì mình cũng bỏ khượng vô mình xào luôn nha cái này. Cái này là khượng. Thì mình cũng bỏ con mắm bò hốc này vô mình xào chung luôn nha cả nhà. Giờ thì nó nực nồng cái mùi mắm bò hốc rồi đó cả nhà. Xong thì mình cũng để sườn bò luôn mình xào luôn đó. Cái nồi canh chua của mình nó cũng sôi lên rồi nè cả nhà. Mắm bò hốc rồi thì nó cũng đã gã ra hết rồi. Mình cũng đang tìm cái xương đó đặng mình vớt nó ra đó. Bây giờ mình nêm nếm đi cả nhà. Mình cũng nêm nếm giống như là mình nêm canh chua Việt Nam mình nêm thôi cả nhà. Đường nó hơi nhiều nha cả nhà, cái này muỗng cà phê thôi, muỗng nhỏ thôi thì mình sẽ cho nó 4 muỗng. Bột ngọt.
mình sẽ cho nước me vô luôn nha cả nhà. Nước me thì mình đã ngâm vậy thì mình nấu cho nó sôi lên một dạo nữa, mình để rau vô nha cả nhà. Thì cái rau này nè cả nhà, cái lá này nè cả nhà. Đó, mình nướng nó héo lại vậy nè cả nhà. Rồi xong bây giờ mình sẽ lật nó ra. Đằng khi canh chua mình gần chín thì mình sẽ để nó vô nha cả nhà. Mình sẽ bỏ cái lá này vô trước nha cả nhà. Cho nó ra cái mùi của nó cho nó thơm. Thơm bát ngát luôn cả nhà. À, bây giờ mình sẽ bỏ phần rau muống vô nha cả nhà. Đây là rau muống. Mình sẽ bỏ phần rau muống vô. Kế đây thì mình bỏ một mớ cà chua vô luôn. Thì mình rau cải thì mình tùy thích thôi, mình thích ăn cái gì thì mình cứ để cái đó vô. Thì canh chua thì mình cũng có cà chua thì mình để thêm vài trái cà chua. Mình cho nó được rau cho nó nhiều quá cả nhà, cho nó có mùi, có vị rau nhiều ăn cho nó. Cái đó thì vài trái ớt, vài miếng ớt chuông nha cả nhà. Mình có ba màu, mình để hết luôn ba màu, mỗi màu một chút. Như vậy là mình hoàn thành rồi cả nhà. Để mình chờ nó sôi lên nữa là xong thôi. À, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái nồi canh chua khượng nha cả nhà. Đây là canh chua khượng, cái món ăn của người Campuchia. Thì chồng mình cũng là người Campuchia nha cả nhà, và các con mình cũng là người Campuchia, cho nên mình làm cái món này thì nhà mình cũng rất là thích ăn. Thì cả nhà ơi, bây giờ thì canh chua khượng của mình cũng đã chín rồi. Đây là món canh chua khượng nha cả nhà, nó thơm bát ngát luôn cả nhà ơi. Cái mùi mắm bồ hóc với lại cái mùi cái lá này nè cả nhà, cái lá này nó thơm dữ dội luôn á. Mình cũng không biết, mình không biết tả làm sao để cho cả nhà có thể hiểu được là nó cái mùi thơm của nó rất là thơm, mà mình nghe cái mùi là mình muốn ăn á cả nhà. Thì mình xin mời cả nhà cùng vào dùng cơm với gia đình mình cả nhà ấy. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người cũng đã theo dõi video của mình từ đầu đến cuối. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà có một bữa cơm bên gia đình thật là hạnh phúc nha cả nhà. Xin chào cả nhà.